大家好，欢迎大家来到Dune的美人月。起了不？Rồi bây giờ các em ơi, bây giờ chúng ta đến sự kiện câu lạc bộ người cá hôm nay tại nhà của bạn Macy ha. Đây bạn Macy nè, nãy giờ các em làm quen với bạn người cá Macy chưa? Hồi anh cho mấy bạn bơi biểu diễn ở đây á, hồi anh nói mấy bạn á, mấy em là hôm bữa bơi tập bơi một nhịp rồi đúng không? Mấy em sẽ bơi xuất phát từ đây bơi qua bơi lại một vòng ha, được không? Để cho anh ấy lúc mà anh ấy cho máy bay bay lên á, sẽ thấy cảnh mấy em đang bơi. Đúng rồi. Còn Tiêu Anh sẽ quay ở dưới nước. Dạ. Dạ. Chưa qua nữa mấy em bây giờ hết rồi, hết số luôn rồi. Ok. Hết số nữa bây giờ. Anh cho mình bơi ít thôi. Có một con ốc là anh cho. Rồi trong khi chờ đợi các bạn khác biến hình trở thành người cá đó. Luna tới luôn. Các em ơi, tôi muốn nói chuyện với các em một chút về cái chương trình của chúng ta nè. Rồi các em đã sẵn sàng vào sự kiện câu lạc bộ người cá tại khu căn hộ Tropical Garden chưa? Chưa, em phải tiến hóa. Thì hôm nay tôi yêu cầu là các em sẽ bơi biểu diễn một vòng hồ cho quý phụ huynh xem các em bơi như thế nào. Dạ rồi. Bơi biểu diễn nha. Một vòng. Rồi các em nghe rõ không nè? Nó bị đứt dây rồi, vậy là sai rồi. Mang vô đi, tự mang vô đi. Có dây giùm em được không? Các em nghe rõ nha. Tion sẽ có một cái phần quà đồ bơi tiên cá. Bộ đồ tiên cá này mang tên là Hồng Ngọc nha, tiên cá Hồng Ngọc nha các em. Bảo đảm luôn nè, chắc luôn rồi. Bảo đảm luôn luôn nè. Chưa chắc, chưa chắc. Sẽ như Tion không ra chuyên môn sợ hả? Cái phần thi này Tion sẽ cho các phụ huynh tham gia. Các phụ huynh, ở đây Tion có hai giám khảo phụ huynh người cá mới xuất hiện. Phụ huynh giám khảo người cá này sẽ chấm điểm và còn rất nhiều phụ huynh ở trên bờ nữa. Trong các em thi ở đây, bạn nào bơi đẹp nhất thì sẽ tặng cho bạn đó món quà đầu tiên, đó chính là bộ bikini. Bộ bikini tiên cá Hồng Ngọc nha. Thắng thì đổi sang màu khác. Rồi tiếp theo, phần thi thứ hai sẽ là thi nổi người vuốt nước trên mặt nước. Dùng tay vuốt nước trên mặt nước nổi người, kỹ thuật của người cá Tion đã hướng dẫn rồi đúng không? Kỹ thuật nghỉ mệt của người cá. Bạn nào nổi được lâu nhất trong nước bạn đó sẽ thắng chiếc da cá Hồng Ngọc này đây. Rồi. Thì em mới đến hôm qua, nhưng mà bữa nay em làm được thì em sẽ thắng. Tại cái này là chương trình sự kiện người cá mà. Ok. Tion không nhắc lại đâu á. Tion bắt đầu vô chương trình luôn đây. À, cái chương trình cuối cùng hôm nay là trao bằng người cá level 1 cho những bạn đã thi tuần rồi được cấp bằng của Hiệp hội Người cá quốc tế ở Mỹ nha. Rồi bắt đầu. Các em đã sẵn sàng hết chưa? Rồi bơi ra đây thư giãn đi. Phụ huynh hỗ trợ Tion cho điểm các em thi nha. Ở đây có bao nhiêu phụ huynh chấm điểm đây? Tion đếm 1, 2, 3 là các em sẽ bơi đều nhau. Em nào bơi đẹp nhất thì phụ huynh cho điểm cao nhất. Ok. Rồi, phần thi này sẽ là phụ huynh chấm điểm chứ Tion không có chấm điểm nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Thank you.
bây giờ tới phần chấm điểm. Đầu tiên là bạn này, phụ huynh cho bạn này bao nhiêu điểm? Nói chung là tại vì vậy thôi. Tiếp theo chị, phần thi này không ai chấm điểm mà đúng không? Bỏ đi. Không phải chạy ra kìa, bao nhiêu điểm á? Bây giờ tới phần thi. Bây giờ tới phần thi trao bằng đi. Thôi tới phần thi sức bền không? Bơi qua bơi lại coi bạn nào mệt trước là bạn đó thua. Bơi cùng một lúc. Thi sức mạnh. Ok. Ok. Trời, sức bền. Rồi qua đây thi sức bền. Thi sức bền nha, bơi từ thẳng từ bên đây qua bên đây. Vậy thôi Ben đi lên bờ đi. Vậy thì Ben lên bờ đi. Thì đừng có thi, đâu có rủ thi. Rồi mấy em sát vô bờ trong này. Rồi mấy em vô trong đây sát lại. Bạn nào dừng lại là thua. Không, muốn lặn sao cũng được, miễn sao em bơi qua bơi lại, lặn qua lặn lại gì đó tùy. Mà bạn nào mệt trước là thua nha. 1 2 3 bắt đầu. Ai mà dừng lại là thua nha. Bên ngừng là bên thua, đếm 1, 2, 3 là ngừng lại là thua. Ai qua đây mà dừng lại, tôi muốn đếm 1, 2, 3 mà chưa bơi là thua đó. Bắt đầu tôi đếm nè, 1, 2, 3, giọt rồi. Rồi các em bơi tới đâu rồi? Học thi lấy bằng á. Yêu cầu bơi làm sao là mấy trời ơi ai gì quá vậy có sao không sao? Rồi lại đây rồi tay một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Nhớ nha, khép sát ngón tay khi kéo tay qua, ngẩng mặt hít hơi vào nha. Kéo bung tay ra là ngẩng mặt hít hơi vào nha. Hít hơi thật sâu. Cái ngón tay khép sát lại thì mình mới đủ lực để mình độ nổi lên mặt nước nha mấy em. Rồi, trò chơi xin được kết thúc. Tất cả các em chơi rất tốt, nên phần thi tiếp theo sẽ là chơi thi bơi nhanh với nhau. Tôi sẽ quăng những món quà này xuống. Ai lượm được trước là người của người đó. Về đây, về đây, về đây. Không,
treo mấy cái này vô người của Tion. Xong rồi Tion bơi, mấy em cố gắng bơi theo giật được. Tion bơi nhanh luôn chứ. Không có, không có. Sao bơi lại nổi. Chơi truyền qua nha các phụ huynh người cá. Ai mà lụm được là của người đó nha. Trời, dí mẹ của thai là cái chắc rồi, mẹ hơi ba chậm lắm. Trời đi, trời, trời. Mẹ ba chậm lắm. Một hành động quá cao cả của bạn người cá cao cả Luna vừa tặng cho Mimi luôn cái da đuôi để cho bạn Mimi có tròn một bộ tiên cá hồng ngọc. Chúc mừng, thay đồ đó luôn, lên trao bằng nè. Những bạn có bằng người cá quốc tế level 1 là ai? Lên tuyên trao bằng cho nha. Luna. Dạ, giúp cho. Đứng chụp hình luôn nha. Bơi dở quá, tôi không trao bằng cho Ben đâu. Tôi buồn Ben. Sao Ben quấn luôn nè. Vậy đó. Mimi Nguyễn Hồ. Đi toilet. Mimi Nguyễn Hồ. Đây, đây là bằng của Mimi Nguyễn Hồ. Luna Trần. Ai chưa có chơi được lên. Đừng nói là em làm ướt luôn cái bằng nha. Mới bơi mấy tháng mà bụng nhỏ mà eo thon mà chân dài tới nách luôn. Quay phim em chưa, bằng của em nè. Bao giờ anh chị vậy? Em cầm cái này em lột bằng ra cho anh coi luôn. Lột cái này ra cho mấy bạn coi. Cái này là cái lớp keo á, bằng còn mới á. Để nguyên đi. Để nguyên rồi lột chi? Để nguyên đi, để nguyên đi con. Lột ra thì nó bóng luôn. Vậy hả? Rồi, còn bằng của các bạn người cá kia. Ồ, mấy bạn người cá kia không lấy bằng hả? Thôi tụi em về luôn rồi, tạm biệt các bạn. Rồi tôi giới thiệu cái bằng của bạn người cá Luna lột lớp keo đó ra, các bạn có thấy tên của bạn ấy không? Luna Trần nè. Ngày thời gian cấp bằng nè, đúng không? Nè, bạn ấy đã đạt được chứng chỉ là Mermaid Snorkel, là bạn ấy là người cá sử dụng ống thở đó. Là bạn ấy đã đậu được cái bài tập dùng ống thở nước rồi, nên bạn ấy đã có được chứng chỉ này. Thì chứng chỉ này sẽ giúp bạn ấy có thể đi bơi với cá heo ở Vinpearland. Rồi, sau khi cấp bằng xong rồi, mời quý phụ huynh lên dùng bữa tối cùng gia đình của bạn người cá Mai Si nha. Nhưng mà giờ dùng buổi chiều được không? Dùng buổi chiều, ok.
Dạ rồi, cảm ơn. Dạ cho một miếng sushi chay. Ồ, có cà ri gà và tôm nữa, ngon quá. Gì ngon tay ơi. Ngon quá với Ben đúng không? Nãy bên chị Lỡ ăn nước của nó thôi. Bên nhớ lại là nhầm. Thôi. Vậy hả? Thôi. 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 Nghe không? Chị có sao không trời ơi? Không sao. Thôi. Con quần áo rồi. Giờ đang bóc rồi. Giận á, con trai tôi nó không giận. Anh trai á là mai mốt gặp con gấu nào nó cũng không có cắn. Sau khi các bạn người cá ăn tối, bây giờ sẽ chơi trò chơi cùng với nhau dưới ánh trăng rằm. Ở đây mấy bạn chơi vui không? Chị ơi, cho em chơi nữa. Mà sao tối quá ha, không thấy rõ ha. Do thiếu đèn. Thôi à, đâu có thấy rõ đâu.